đã quay trở lại với tin nóng Việt. Ngay bây giờ mời các bạn cùng với mình cập nhật thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Nhã Phương khóc nức nở viết đơn ly hôn, cộng đồng mạng liên tục gọi tên Trường Giang. Clip Nhã Phương mắt lưng tròng nghi ngờ chồng ngoại tình và quyết định chấm dứt cuộc sống hôn nhân gây xôn xao. Quý vị và các bạn thân mến, Nhã Phương Trường Giang là cặp đôi hot nhất nhì trong showbiz Việt tính đến thời điểm hiện tại, dù gặp phải nhiều ồn ào nhưng cuối cùng cặp đôi đã kết hôn vào tháng 9 năm 2018. Đám cưới Nhã Phương, Trường Giang khi đó đã trở thành một sự kiện được quan tâm đặc biệt, quy tụ gian sao Việt đình đám tham dự. Sau khi hạ sinh con gái đầu lòng Destiny vào đầu năm 2019, cuộc sống hôn nhân của cả hai ngày càng hạnh phúc và trở thành một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng có sức ảnh hưởng trong showbiz Việt. Mới đây, trên fanpage Nhã Phương Nabi, bà xã Trường Giang khiến khán giả xôn xao khi đăng tải đoạn clip cô đang khóc sướt mướt, ngồi bên bàn máy tính, gõ tờ đơn ly hôn. Đoạn clip thu hút sự chú ý của fan. Ban đầu xem những hình ảnh bà xã Trường Giang ấp, ngồi viết đơn ly hôn. Ai cũng thoáng giật mình tưởng như có biến lớn xảy ra. Tuy nhiên, sau khi biết đây chỉ là clip Nhã Phương tham gia để quảng cáo, fan mới nhẹ nhõm thở phào. Bởi lẽ chẳng có cớ gì mà Nhã Phương đang có cuộc sống hạnh phúc như bà Hoàng bên Trường Giang lại có thể gặp trục trặc. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân luôn được mười khó cưng chiều hết mực. Có lẽ sau ba gian khó, mới có được Nhã Phương nên Trường Giang càng trân trọng và yêu thương cô hơn. Lâu mới quay trở lại nghiệp diễn, Nhã Phương vẫn giữ được phong độ diễn xuất cực ngọt, đặc biệt là những phân cảnh khóc như mưa, vốn là sở trường của nữ diễn viên. Bà xã Trường Giang từng ghi dấu ấn với những phân cảnh khóc ngon lành như một đứa trẻ trong không ít bộ phim truyền hình. Cô còn được gọi với cái tên là nữ hoàng nước mắt. Đáng chú ý ngay bên dưới bình luận, rất nhiều khán giả đã liên tục gọi tên Trường Giang. Đóng với anh Giang có phải hay hơn không? Nếu người đó là Giang ca thì hay biết mấy. Em MV này chị đóng với Giang ca còn gì bằng? Kể từ bộ phim 49 ngày, khán giả không có cơ hội bắt gặp Nhã Phương Trường Giang trong bất cứ dự án phim nào. Một phần là do những ồn ào tình ái của cặp đôi. Thêm nữa, vợ chồng Trường Giang còn tốn khá nhiều thời gian cho việc kết hôn và sinh con gái đầu lòng. Hiện tại, con gái lớn đã cứng cắp hơn, nên khán giả đang rất trông mong cặp đôi hot nhất showbiz Việt sẽ tiếp tục kết hợp trong dự án phim mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé!